Chào các bạn, trong cái video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài một cái MQTT broker. Thì như các bạn đã biết là cái giao thức MQTT này thì thường được sử dụng rất là phổ biến ở trong cái thế giới smart home. À, nếu mà các bạn đang chơi smart home ấy à, thì các bạn nên nghiên cứu cách sử dụng MQTT này, nó sẽ giúp ích cho chúng ta rất là nhiều. À, thì à, À, trong những cái video mà hướng dẫn độ chế đồ Smart Home của mình ấy, thì mình cũng đã nói rất nhiều tới cái MQTT Broker Cái giao thức MQTT này rồi Và mình cũng đã có một cái video hướng dẫn các bạn cài cái MQTT này rồi nhưng mà nó khá là lâu rồi Và cái cách uh, cái video đấy hướng dẫn cũng khá sơ sài và đến bây giờ thì cái cách cài đấy bây giờ nó cũng không phù hợp nữa Thì trong cái video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài một cái MQTT Broker lên một con Raspberry Pi để chúng ta có thể sử dụng luôn cái con Raspberry Pi mà chúng ta cài cái Homebridge ấy để chúng ta cài luôn cái MQTT broker này cũng được. Thì đối với những cái bạn nào mà cài cái Homebridge lên cái Raspberry Pi mà sử dụng cái hệ điều hành RAPIAN RAPIAN ấy, cái hệ điều hành mà của cái Raspberry Pi ấy thì chắc là mình không cần phải hướng dẫn nữa thì chúng ta sẽ SSH vào và chúng ta sẽ cài thôi. Bởi vì nếu mà các bạn cài được như vậy thì các bạn cũng khá rành về về cái hệ điều hành này rồi thì chắc là mình không cần hướng dẫn nữa ở đây trong video này mình chỉ hướng dẫn những cái bạn nào mà à, mới chơi uh, smart home uh, mới dùng home bridge và uh, các bạn chưa dành lắm thì các bạn có thể nghiên cứu cái video này của mình để tham khảo thì mình sẽ hướng cái mục đích của video này mình sẽ hướng dẫn những cái bạn đấy thôi còn những cái bạn nào mà đã là chuyên gia rồi thì uh, chắc là không cần phải quan tâm đến cái video này lắm thì đa số là anh em chúng ta khi mà cài homebridge thì chúng ta sẽ cài từ cái file uh, file file, mà, file ảnh ấy ở, mà chúng ta download từ cái trang homebridge về chúng ta sẽ cài thẳng vào cái raspberry pi thì đa số là sẽ như vậy thì uh, đối với uh, những cái bạn như vậy thì chúng ta sẽ cài cái mqtt broker này bằng cái uh, bằng trên cái giao diện của cái homebridge luôn là bằng uh, là chúng ta sẽ đầu tiên là chúng ta sẽ phải đăng nhập vào cái home của chúng ta trước nhé các bạn đăng nhập vào sau đó các bạn ấn vào cái ba chấm này các bạn chọn cái phần uh, tem milo này đấy thì nó sẽ ra một cái giao diện như này thì ở đây chúng ta sẽ cài theo một cái hướng dẫn cái này là mình cũng sẽ cài theo một cái hướng dẫn ở trên mạng thôi cái tài liệu trên mạng thì mình sẽ để link cái tài liệu ở bên dưới phần miêu tả video các bạn có thể đọc à, ở đây thì nó hướng dẫn bằng tiếng anh nhưng mà mình sẽ hướng dẫn ở trên cái video bằng tiếng việt cho các bạn dễ tìm hiểu dễ hiểu thì sau khi mà chúng ta À, vào cái terminal này và nó có giao diện như này thì chúng ta sẽ gõ một cái lệnh copy một cái lệnh từ bên này này bên cái trang hướng dẫn này đây chúng ta đầu tiên chúng ta sẽ đây là cái bước 1 này là họ hướng dẫn chúng ta là eh vào thì với những cái bạn mà như mình nói cài cái home Bridge trên cái nền tảng của cái hệ hình rapian đấy thì bạn eh vào còn nếu mà cài home Bridge bằng cái file ảnh ở trên trang home Bridge, thì chúng ta sẽ cài bằng cách như này của mình thì mình sẽ bỏ qua cái bước eh này và mình copy luôn cái lệnh, đây cái lệnh này để update, Đấy, sudo app bao nhiêu đây, các bạn có, các bạn dán vào đây này thôi, Đấy, các bạn nhớ cứ làm theo đúng như mình là được, Đấy, sau đó nó enter, Đấy, các bạn đợi chút, Đấy. thì với cái cách cài này, này thì chúng ta chẳng cần phải quan tâm đến việc EH vào trong cái raspberry pi nữa, Đấy, khá đơn giản nếu mà cái đáp uh, bài các bạn chỉ cài cái home Bridge, chỉ dùng cho cái smart home không thì cái việc cài nó khá đơn giản đây, các bạn đợi cho nó chạy xong cái này thôi đây người ta hướng dẫn này sau đó thì ấn nút y e và enter này đợi một tí nó sẽ hỏi Đấy, các bạn thấy là vừa nãy nó hỏi là mình có ấn nhất uh, uh, yes hay lâu là có do you continue này, thì mình phải chọn uh, ấn chữ y và ấn enter nhé Đấy. Cái đoạn này nó sẽ hỏi này. Đấy, sau đó thì nó sẽ sẽ chạy. Đấy, các bạn đợi tiếp thôi. Các bạn đợi một chút nó có thể là sẽ khá lâu ấy, <laughs> nó tùy thuộc vào cái tốc độ mạng. Hiện tại là buổi tối mạng nhà mình nó hơi chậm một chút. À, sau khi chạy một lúc thì nó sẽ ra cái giao diện như là các bạn cứ kệ nó thôi à, ở đây nó báo một cái lỗi ấy. <laughs> nhưng mà, mà mình cũng chả quan tâm lắm cái này liên quan đến cái home read gì đấy mình cứ bỏ qua đi cái này nó chỉ là cái update thôi không quan trọng lắm tiếp theo là các bạn hãy copy cái đoạn dòng lệnh này, này. đây cái số 4 này sudo apt install đây uh, mosquito này các bạn paste vào đây Chạy. <laughs> đợi tiếp rồi nó chạy xong cái đấy rồi chúng ta tiếp tục à, các bạn chọn cái mục số 5 này các bạn lại copy tiếp cái dòng lệnh này cho mình à, paste sang bên này enter tiếp cái này là cái lệnh để nó khởi động cùng nó sẽ tạo một cái số vị để nó khởi động với cái rapid rồi, bây giờ phần mục 6 chúng ta test xem nó đã chạy chưa. Copy cái lệnh này. Lại paste sang cái này thôi. Enter. Đó. À, mosquito version đã, đã chạy rồi nha. Như này có nghĩa là nó đã chạy rồi. À, bây giờ cái việc tiếp theo đó là nếu mà chúng ta thấy cái này ở đây nó nói là nếu mà chúng ta thấy nó hiện cái version lên này này à, nó hiện cái mosquito version bao nhiêu lên thì có nghĩa là đã thành công rồi này bây giờ chúng ta bây giờ đã cài xong cái MQTT broker rồi ờ, nhưng mà chúng ta sẽ chưa truy cập được đâu bởi vì chúng ta cần phải khai báo ờ, một số cái thông số nữa thì chúng ta mới có thể truy cập được vào cái MQTT broker đấy thì ở cái video cũ mình mình không nói đến phần này bởi vì lúc trước cái version cũ nó cài sẽ nó, nó không cần phải khai báo cái này ngay từ đầu thì ở cái version mới này là, là các bạn phải khai báo này thì bây giờ các bạn sẽ gõ cái lệnh này để khoai cái phần này quan trọng này các bạn muốn khai báo là các bạn phải gõ cái lệnh này này đây là cái phần bên dưới này mosquito broker enable remote access này này đấy ở phần 1 nó hướng dẫn này các bạn copy cái dòng này bạn paste sang đây thì cái bây giờ mình sẽ giải thích cái này nhé à, cái phần mosquito broker enable remote access à uh, no authentication này này, có nghĩa là nếu mà các bạn muốn con uh, connect tới cái MQTT broker này mà không cần phải hiện user password, có nghĩa là nó không uh, ai cũng có thể connect được, được tới cái MQTT uh, uh, broker này uh, mà không cần phải user password nào cả, chỉ cần biết địa chỉ là chúng ta phải con connect được ngay thì cái này là cái nếu mà chúng ta để như thế này thì nó sẽ con được rất là dễ rất dễ dàng con lech nhưng mà nó không có cái tính bảo mật đấy chúng ta tức là các bạn không cần phải đặt mật khẩu cho nó thì nó sẽ không có cái tính bảo mật thì đối với những cái bạn mà sử dụng cái MQTT là để điều khiển những cái thiết bị smart home trong gia đình bình thường thôi nó không có cái gì là nó cần đến bảo mật lắm thì bạn sử dụng như này luôn cho nhanh được còn nếu mà các bạn điều khiển những cái thiết bị quan trọng mà những cái À, các bạn cần phải bảo mật ấy thì các bạn không nên sử dụng cái cách này. Thì ở đây mình sẽ hướng dẫn cả hai cách. Đây là cách nó không bảo mật. Thì chúng ta sẽ thêm hai cái dòng này các bạn gõ cái lệnh vừa nãy nhé Nó sẽ ra cái giao diện như này. Và bây giờ chúng ta sẽ copy hai cái dòng này. Copy hai cái dòng này. Đó, enter tiếp này xuống này. Các bạn copy load cái dòng này vào. Đó. bên vào đây, hai cái dòng copy xuống dưới cùng. Của đây sau các bạn copy xong các bạn ấn control ấn chữ co, trên bàn phím các bạn ấn control và chữ o Đấy, xong rồi đó các bạn enter enter phát xong các bạn ấn tiếp chữ control x để nó thoát ra Đấy, như vậy là xong bây giờ mình sẽ test thử nhé bây giờ mình sẽ test thử ở đây thì sau khi làm cái bước đấy các bạn phải copy cái dòng lệnh ở cái số 4 đây này, cái mục số 4 đây này, đấy copy cái lệnh này, này các bạn paste vào đây phát enter để cho nó khởi động lại cái MQTT broker bây giờ mình sẽ vào cái uh, MQTT Explorer này các bạn phải uh, phải đao cái chương phần mềm này vào nhé các bạn con tới cái server cái nó bằng cái, qua cái IP đó qua cái IP của cái máy các bạn cài ấy. ví dụ như con pi của mình là uh, 143 cuối này mình sẽ con vào này mình sẽ tạo một cái mới đi New Connection đây đây mình sẽ điền cái hot là của nó vào 92.168.68.143 Thì vừa lấy là mình vừa mới khai báo là cả nó sẽ cho phép tất cả mọi người có thể con được tới cái MQTT Broker này mà không cần phải user password Có nghĩa là cứ có địa chỉ đã vào được luôn thì bây giờ mình sẽ con lệch vào mình không cần phải điện user bắt đây nha các bạn nhìn này không cần phải điện user bắt đây Mình con được luôn Đấy vào được luôn này bạn nhìn thấy không vào được luôn đây Thế là đã xong thì với cách này nó sẽ rất là nhanh khi các bạn khai báo các thứ đó rất là nhanh thì nếu ở nhà các bạn các bạn không yêu cầu cao về bảo mật nhiều quá để điều khiển các cái thiết bị à, trong nhà thì các bạn dùng cách lại được cho nó nhanh đấy còn nếu mà các bạn muốn bảo mật thì mình sẽ hướng dẫn cách cái, cái cách để bảo mật thì đấy là cái cách đấy là cái đầu tiên là nếu chúng ta không cần bảo mật còn đây cái ở bên dưới này nó có một cái hướng dẫn đó này mosquito broker enable remote access này authentication này user và password này có nghĩa là cách này là chúng ta sẽ phải có user và password chúng ta mới connect được thì nếu mà các bạn sử dụng cái đã đặt cái chế độ user password này thì mỗi một lần các bạn khai báo ở trên home Read, một cái thiết bị nào trên MQTT các bạn phải khai báo thêm hai cái dòng user password nữa thì nó mới connect được nếu không nó không connect được đâu Đấy, còn nếu mà các bạn để chế độ mà không cần user password thì không cần phải khai báo cái dòng user password Đấy. Thì đây bây giờ chúng ta sẽ làm theo hướng dẫn của nó là một là các bạn sẽ phải khai báo à, một cái lệnh à, chúng ta sẽ dùng một cái lệnh để khai báo username. Thì đây các bạn sẽ copy cái đoạn này. Đấy copy đến cái đoạn có chữ password này thôi. Đấy. Grid này username thì các bạn thay cái phần cái phần này cái phần do username này Đấy, mình sẽ copy hết cả cái dòng này đi mình uh, đây mình sẽ copy cái dòng này vào lại đó, cái phần mình sẽ xóa cái phần user name này đi à, do user name này đi mình sẽ điền một cái user của mình ví dụ mình điền là mr o rồi bây giờ mình sẽ enter nó sẽ hỏi cái password đây là cái password mà chúng ta sẽ đặt ví dụ mình sẽ đặt đơn giản là một hai ba bốn năm sáu mình sẽ đặt là một hai ba bốn năm sáu chẳng hạn mình enter phát xem là được không Đấy, nó yêu cầu yêu cầu điền lại password một lần nữa này một hai ba bốn năm sáu chẳng hạn ok đấy vậy là xong chúng ta đã tạo được một cái user uh, là uh, Mr. Oh và cái password là 123456 bây giờ mình sẽ thử con vào nha, bây giờ mình sẽ con lại nhé, à chưa được từ từ đã từ từ, từ. đấy là đấy là mình mới tạo user thôi đấy uh, bây giờ chúng ta sẽ phải uh, đây bây giờ chúng ta sẽ sẽ phải làm thêm một cái đoạn này nữa. Đây các bạn đến những mục 2 này, còn chúng ta phải làm thêm cái đoạn này nữa. Chúng ta con vào cái file config, sửa file config. Chúng ta copy cái đoạn này đã. Paste vào đây thêm mấy dòng nữa. Rồi. Lại ra cái vừa lẫy thì bây giờ chúng ta sẽ thêm cái dòng này đầu tiên này. Cái dòng per uh, lexenter setting true này này. Các bạn phải thêm vào cái dòng các bạn sẽ nhìn thấy là nó có mấy cái dòng màu xanh bên trên và bên dưới là một loạt những cái dòng màu trắng thì các bạn phải thêm cái đoạn này ở đầu cái cái dòng đầu tiên của những cái chỗ màu trắng đấy có những cái chỗ một chữ màu trắng ấy là các bạn phải thêm cái dòng này đầu tiên các bạn không được thêm ở dưới nhé phải thêm ở vừa hết chữ xanh cái là các bạn phải bếp cái đoạn này vào bear license setting chu này, các bạn, bết nó vào, đó. Còn cái uh, phần bên dưới thì chúng ta sẽ thêm một cái dòng này ở cuối cùng, sẽ thêm luôn cả ba dòng rồi đi. Để mình, uh, mình làm. Ví dụ các bạn chưa làm, nếu mà các bạn uh, mà đã vừa mới làm cái khai báo là nó sẽ tất cả mọi người đều được, được đầu chưa cập ấy, thì bạn phải xóa hai cái dòng rồi đấy đi. Đấy, còn nếu mà chưa khai báo thì các bạn bết luôn nó vào cũng được. Còn nếu đã khai báo cái đấy rồi thì các bạn phải xóa hai cái dòng này đi hay dòng vừa lẫy Chứ nó sẽ để nó sẽ đánh nhau rồi xong rồi chúng ta paste Cái đoạn này lại Thế là xong Đấy, Bây giờ chúng ta lại ấn Ctrl O Enter và Ctrl X để thoát Rồi bây giờ chúng ta lại restart lại Để chạy lại nhanh cái lệnh mà lúc trước chúng ta đã gõ ấy. thì trên bàn phím nó có cái phím mũi tên lên Chúng ta ấn Ấn vài phát Thì nó sẽ ra những cái lệnh mà chúng ta vừa rồi chúng ta vừa gõ thì mình sẽ chạy lại cái lệnh này sudo system restart mode quito này này mình enter phát để nó restart lại bây giờ mình sẽ test thử nha bây giờ mình sẽ con like thử nếu mà không dùng user password xem nó có được nữa không này đấy các bạn thấy là nó không nó hiện này nó màu đỏ này không con like được đâu này bây giờ mình sẽ thử điền cái user password của mình vừa tạo pi này vừa đấy là một hai bốn năm sáu đúng không một hai ba bốn năm sáu Ủa sao vẫn chưa được à nhà mình đặt là Mr. O cơ mà đấy, user của mình là Mr. Âu, mình quên rồi bây giờ mình sẽ connect đấy được luôn các bạn thấy không đấy, thì như thế này có nghĩa là nó sẽ bảo mật hơn đấy, mỗi một lần các bạn khai báo một cái MQTT tới một cái à, một khai báo MQTT tới cái MQTT broker này các bạn khai báo thêm hai cái dòng username password nữa thì nó mới truy cập được vào thế cách này nó sẽ bảo mật hơn đấy thì bạn nào mà dùng chuyên nghiệp hoặc là trong nhà bạn cũng rất nhiều thiết bị và các bạn muốn nó bảo mật tốt thì các bạn phải đặt user password này Đấy. còn nếu mà dùng bình thường mà không quan trọng lắm thì không cần các bạn có thể bảo mật bằng wifi hạn ví dụ như mình mình uh, cái mạng wifi của mình mình nếu mà người khác đến mình không bao giờ cho dùng cái mạng wifi của mình mình sẽ tách riêng một cái mạng wifi khác để dùng cho khách thì nó sẽ bảo mật luôn cả ở phần wifi nữa rồi thì tùy các bạn để cách nào các bạn thấy các bạn thấy yên tâm nhất thì được thì cũng được. Đấy đây là đây là mình hướng dẫn các bạn cách cài cái MQTT broker thôi. Còn nói về bảo mật thì nó còn nhiều thứ lắm. Đó. đó. Như vậy thôi. Thì à, đó là xong. Đó là xong cái cái cài cái cái, cái cái mình đã hướng dẫn xong các bạn cách cài MQTT broker trên Raspberry Pi à, bằng cả Hai phương pháp đó là chúng ta có thể cho tất cả mọi thứ truy cập và không cần phải user password hoặc là chúng ta bảo mật thì đặt user password cho nó đó thì như vậy thôi ở dưới đây người ta hướng dẫn thêm một số thứ nữa à, ví dụ như là đây này à, người ta hướng dẫn để thêm một cái user password nữa có nghĩa là các bạn có thể thêm nhiều cái quyền truy cập ví dụ mình thêm một thằng là à, tên tên gì đấy vào đây nữa bát quốc là gì khác ngoài cái Mr. Âu ra thì mình có thể mình có thể add thêm chúng ta có thể add thêm này, này. hướng dẫn đây thì các bạn tự nghiên cứu nhá cái phần này là, là mình sẽ để link cho các bạn để các bạn tự nghiên cứu còn mình chỉ hướng dẫn những cái cơ bản để các bạn có thể chạy được thôi đấy, thì nó như này thôi đấy sau khi mà các bạn cái xong như này bây giờ chúng ta phải chạy bình thường rồi rồi thì cái video này của mình đến đây chắc là kết thúc rồi mình hy vọng cái video này sẽ hữu ích với những cái bạn nào mà chưa cài được cái MQTT broker này. Trên Zapyan bài các bạn có thể tham khảo cái video này của mình để các bạn cài được. Rồi. À, bạn nào mà thấy cái video này hay và hữu ích thì hãy like và subscribe kênh nhé. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.